khoảng thời gian 10 ngày tới sẽ là cái thời điểm vàng để những con giáp này đón Tết Giáp Thìn. Có được vô số những cái niềm vui, hốt vàng, hốt bạc về tay, có một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình. À, theo các chuyên gia tử vi học dự báo, những con giáp này sẽ bất ngờ trở nên giàu có, tiền chất đầy két trong 10 ngày cuối năm 2023. Được nhiều các tinh hội họp chiếu mệnh, nên con đường công danh sự nghiệp của những con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió. Người làm ăn kinh doanh thì sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng quan trọng, có giá trị, gặp được những cái đối tác lớn, có cái tầm ảnh hưởng. Điều đó sẽ giúp cho công việc của các bạn thuận buồm xuôi gió, xuôi chiều mát mái. Còn đối với những người làm công ăn lương, ấy, bằng cái sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong suốt thời gian qua, các bạn sẽ thu về những kết quả vô cùng xứng đáng trong cái thời điểm 10 ngày cuối năm này. À, các dự án của các bạn đều sẽ thành công mỹ mãn ngoài cái sự mong đợi nên nhiều khả năng sẽ được cấp trên cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với các bạn. À, không chỉ thế, con đường tình duyên của những con giáp này cũng được gói gọn trong hai từ là hồng thắm. Người có đôi có cặp thì được tình cảm thăng hoa mặn nồng, người độc thân thì có cơ hội gặp được ý trung nhân. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay trong 10 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến trong 10 ngày tới Đó chính là những người tuổi hợi Những người tuổi hợi à, Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo Chỉ số may mắn của những người tuổi hợi sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian 10 ngày tới Giúp các bạn trở thành một trong những con giáp giàu sang đón Tết giáp thìn đầy may mắn à, Không còn cái tình trạng chỉ trệ xui xẻo trước đó Bản bệnh sẽ rũ sạch mọi cái rắc rối và cái muộn phiền May mắn lần này sẽ giúp cho các bạn tích lũy được rất nhiều tiền của À có thể nói tuổi ừ. hợi đang đứng trước cái ngưỡng cửa của sự giàu sang phú quý Chỉ cần giơ tay ra là hái được nhiều cái thành công Cũng như là hái được những cái điều mình muốn Thời gian này các bạn càng làm việc chăm chỉ Thì tài chính của các bạn cũng tăng theo cái tỷ lệ thuận Khả năng thu hút được tài lộc đặc biệt con giáp này cũng mang tới cho các bạn những cái cơ hội may mắn kinh doanh thì có lãi, lợi nhuận thu về cũng rất là bất ngờ. À, tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải cảnh giác với những hành vi tiêu tiền bốc đồng, tránh những khoản mua sắm tết không cần thiết. Bên cạnh đó, nhìn chung ấy thì trong 10 ngày tới những người tuổi họ nên tận dụng cái cơ hội lập kế hoạch và quản lý tài chính thật tốt để giúp bản thân đạt được nhiều cái thành tựu lớn hơn nữa trong công việc cũng như là gì trong cuộc sống nói chung ấy trong thời gian này thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi hợi cũng sẽ là một cái thời điểm mà ngập tràn cái cơ hội nhiều tiên vui đang chờ đón những người tuổi hợi khi mà gì được nguyệt lệnh nó ủng hộ cũng như là được nhiều cát tinh nó phù trợ nó xoay chiếu à, trong những ngày cuối cùng của tháng ất sửu những ngày cuối cùng của năm 2023 năm quý mão thì những người tuổi hợi lại được cuộc diện là hợi tí sửu là tam hội lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nó chống lưng vậy nên cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi hợi sẽ được thăng tiến mạnh mẽ công việc thì trôi chảy tiến hành việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch gần như là có thể khẳng định rằng chẳng có điều gì có thể ngăn cản được những người tuổi hợi băng băng tiến về phía trước và đạt được những cái thứ mình muốn trong 10 ngày tới đây à, tinh thần làm việc trong cái thời gian này cũng tăng khá cao bản mệnh lan xả vào mọi việc chủ động sông sáo chứ không còn chờ người khác ra việc như trước đây nữa à, Con giáp này cũng đang được thôi thúc tạo ra thật nhiều cái sự bứt phá Vì các bạn đang có cái trường năng lượng rất là tích cực, rất là mạnh mẽ Có lẽ vì thấy xung quanh mình mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ và cần mẫn Lại thêm cái tinh thần háo hức đón Tết Năm 2024 cũng ảnh hưởng phần nào càng thôi thúc những người tuổi hợi tạo ra nhiều cái thành tựu lớn lao hơn nữa Bên cạnh đó, trong cái 10 ngày tới đây ý, thì lại có nhiều cắt tinh nó xoay chiếu nó dẫn đường chỉ lối các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Hợi cũng hài hòa đây cũng là cái giai đoạn để quý vị trổ tài đề xuất những cái ý tưởng sáng tạo của mình chắc chắn sẽ nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và từ sếp đó à, mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh cũng tạo ra những cái sự hỗ trợ vô cùng là đáp lực trong những cái dự án mà những người tuổi Hợi đảm nhận à, trong những cái dự định sắp tới Quý vị hãy mạnh dạn theo đuổi vì gì có quý nhân hỗ trợ giúp các bạn nâng tầm quan sát trước những cái quyết định đúng đắn. Đó. Nếu có thể duy trì cái đà thăng tiến thì chắc chắn giai đoạn cuối năm trong 10 ngày tới đây sẽ trở thành một cái dấu mốc ấn tượng trong những cái hoạt động năng nổ của các bạn trong những dự án. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì lại có nhiều cái cắt tinh nó hội họp nó soi chiếu. Vậy nên nó mang theo cái sự hăng hái cũng là cái điểm báo của sự buôn ba tất bật tất nhiên ấy, thành công phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức chứ không có chuyện là gì nằm thành thơ ra nhàn nhã hay là há miệng trở sung nhìn chung ấy, trong 10 ngày tới đây cũng sẽ là một cái thời điểm lý tưởng để những người tuổi hợi sâu xáo và quyết liệt trong công việc bản mệnh dám nghĩ dám làm đưa ra nhiều cái ý tưởng sáng tạo độc đáo và đang trên đường thực hiện nó để thu về những cái kết quả tốt đẹp nếu may mắn thì rất có thể ngay trong cái thời điểm này gia chủ có thể đón tin vui được thăng chức tăng lương đón một mùa xuân như ý tài lộc dồi dào à, thêm nữa trong 10 ngày tới lại được nhiều cái cát tinh nó hộ mệnh nó xoay chiếu cái vận trình tài lộc của những người tuổi hợi cũng khởi sắc trông thấy cả nguồn thu chính và cái nguồn thu phụ đều có cái xu hướng gia tăng dù mình có theo đuổi bất cứ cái lĩnh vực nào thì cũng đều đón được những cái niềm vui lại thêm có nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa vậy nên những người làm công ăn lương sẽ phát huy mạnh mẽ cái công việc, tất nhiên sẽ kéo theo cái tài lộc cũng được vượng phát vô cùng. Hơn nữa đây là cái thời điểm giáp tết, à, cái tháng cuối cùng, những ngày cuối cùng của năm 2023. Vậy nên là các khoản quyết toán trong các hạng mục công việc đầu tư ấy à, cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi thu về những cái lợi nhuận đáng kể khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Với một số những người tuổi Hợi ấy cái nguồn thu phụ trong cái thời điểm này nó tăng đột biến Thậm chí còn nhiều gấp mấy lần cái khoản thu chính Cũng sẽ giúp cho các bạn mừng ra mặt Nỗ lực kiêm nhiệm người tay trái của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng Bỏ công sức bao lâu mà các bạn đã vắt óc Vậy thức khuya dậy sớm để hoàn thành nó Thêm nữa, đặc biệt là trong 10 ngày tới Những người trong nghiệp kinh doanh buôn bán Thì có một tháng tất bật với hàng Tết Thời gian này thì hàng hóa lưu thông tốt nhưng đồng thời cái sức cạnh tranh trên thị trường nó cũng cao Cũng may là có được nguyệt lệnh nó ủng hộ Cũng như là nhiều cắt tinh nó soi chiếu Và bên cạnh đó cũng được trời thương Phật độ Nên khả năng tính toán của những người tuổi hợi cũng được dịp thể hiện Các bạn có thể đánh bại được đối thủ Nhờ vào cái tài năng và cái kinh nghiệm của mình Nhờ đó mà thu được những cái thuận lợi đáng kể Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn Gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, Thì những gia chủ tuổi hợi hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tác hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi hợi. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, tiếp theo ấy, thì trong thời gian này, đặc biệt là 10 ngày cuối tháng ấy, thì các hạng mục đầu tư cũng thấy rõ cái dấu hiệu sinh lời. Nhưng do đang là cái thời điểm cận tết nên biến động thị trường cũng lớn. Ra tết cũng sẽ có nhiều cái sự khác biệt rõ rệt. Các bạn cần phải nên biết điểm dừng đúng lúc, rút lãi khi mà có thể, đừng có tham kéo lại gì. Các cụ nói là tham thì thâm. À, tuy nhiên Nói chung ấy, trong tháng cũng có một vài cái hung tinh đấy. Vậy nên là bản mệnh cũng có khả năng cao tiêu hao một số cái tiền lớn ấy. Có thể là do những cái kế hoạch mua sắm Tết, sửa soạn cho những ngày Tết hay là mua sắm quả biếu xén đối nội đối ngoại. Lúc này thì cũng cần phải có kế hoạch tài chính phù hợp để chi tiêu nó không bị ngặt nghèo mà vẫn có thể tích lũy được một cái số tiền lớn nhất định. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân đó. đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 10 ngày tới 10 ngày cuối năm của năm 2023 năm quý mão tiếp theo chúng ta cùng xét đến con giáp may mắn thứ hai cũng may mắn không kém những người tuổi hợi đó chính là những gia chủ tuổi tý à, quý vị thân mến những người tuổi tý tí có tính cách vui vẻ hoạt bát dám nghĩ dám làm và họ là những người làm việc chăm chỉ sẵn sàng chấp nhận thất bại để tích lũy kinh nghiệm Nhờ cơ hội phát triển rực rỡ. Sau 10 ngày, 10 ngày tới, những người tuổi Tý sẽ gặp cái vận may lớn và có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu. Tuổi này biết nắm bắt thời cơ, nắm bắt cơ hội, cũng biết thuận theo cái thời thế, nên xây dựng được cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với bạn bè và dựa vào họ thì sẽ xoay chuyển được cái tình thế. Nhờ đó mà các bạn có được cái cơ hội tốt để phát triển cái sự nghiệp, đạt được những cái bước đột phá lớn và vận hành các kế hoạch được mượt mà trơn tru hơn. Thành công cũng đang ở rất gần những người tuổi Tý. May mắn thì luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi bước đi của những người tuổi Tý trong 10 ngày tới. Giúp các bạn đưa ra những lựa chọn được chính xác, đón những cái thành tựu thịnh vượng về trong tay. Con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn tận hưởng được cái cuộc sống giàu sang và dồi dào. Tết giáp thìn này cũng sẽ hứa hẹn ngập tràn cái niềm vui và hạnh phúc. Mỗi bước đi của những người tuổi Tý sẽ dẫn đến cái sự phong phú trong cả cái tài chính lẫn về tinh thần. Quý vị hãy đón nhận một cái năm tràn đầy cái cơ hội, cái sự thịnh vượng là cái điều tất yếu đối với những người tuổi Tý. May mắn và những người tài giỏi như các bạn thì không thiếu cái thành công. À bên cạnh đó, trong cái tháng 12 lịch tháng Ất Sửu, cái tháng cuối năm này thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý cũng được dự báo có những bước chuyển biến khá là tích cực, khá là rõ rệt hàng loạt các cát tinh nó xuất hiện trong cái thời gian này nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn tạo ra những cái bước đột phá mạnh mẽ trong 10 ngày cuối tháng à, tiếp theo đó là gì trong cái thời gian này thì cái vận trình của những người tuổi tý lại được cục diện là tý xỉu là lục hợp nó hơn nữa nên các bạn đang đi đúng đường đúng hướng để sớm ngày chạm tay đến cái mục tiêu của bản thân và cái tháng cuối cùng của năm trong 10 ngày cuối cùng của tháng ấy cũng sẽ cho thấy cái thành quả mà nếu bản mệnh kiên trì thì sẽ có được đấy cái thành quả như ý sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió lại thêm được nhiều cái các các tinh với chiếu mệnh cũng như được quý nhân tương trợ giúp đỡ đây là cái thời điểm tốt để những người tuổi tý nắm bắt cơ hội củng cố lại cái vị trí đã có và phát huy cái sự nghiệp đặc biệt là với nam mệnh đang cầu công danh thì cầu chức tước ấy, thì cũng không nên bỏ lỡ cái thời gian này đây cũng là cái thời điểm cận kề Tết Nguyên đán nên các bạn sẽ có nhiều cái việc cần phải xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ đó mà cái khả năng linh hoạt, cái năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề không thể thiếu cái khả quả năng quản lý thời gian của những người tuổi tí cũng được phô diễn giúp các bạn có thể kiểm soát được bình ổn cái tài chính. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ giúp cho bản mệnh đạt được cái hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày những người tuổi Tý cũng rất chú trọng xây dựng cái mối quan hệ thân thiết với mọi người Nên khi cần thì mọi người cũng tận lòng tận sức đến giúp đỡ Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh của thân Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống Hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi tí. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tí. À, thưa quý vị, trong 10 ngày cuối tháng, trong 10 ngày tới thì cái phong độ của những người tuổi tí thì đang ở cái đỉnh cao. Không có gì là lạ khi mà gia chủ sẽ có những cái bước tiến mạnh mẽ vượt bậc thoát khỏi cái vòng kìm hãm của tiểu nhân lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió đấy nói chung ấy các bạn có quyền tự hào về những cái thành quả mà mình đã đạt được thêm nữa trong cái tháng này lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nó mang đến cho những người tuổi tí cái sự hứng khởi và cái năng lượng tràn đầy để luôn sẵn sàng theo đuổi những cái nấc thang mới trong sự nghiệp chấp nhận cái thử thách và va vấp để đổi lấy cái kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn nói chung ấy trong 10 ngày cuối tháng cuối năm này ấy, thì các bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện cái kỹ năng mềm của bản thân như là giao tiếp nghệ thuật đàm phán vân vân đấy cái sự nghiệp của những người tuổi tý nói chung là từ đó mà không có lý do gì mà nó không phát triển thêm nữa là cái tài chính thì cũng được thăng tiến theo cái sự nghiệp à, bản mệnh sẽ có cái nguồn thu tăng vọt đấy, mức lương thưởng cuối năm cũng được dùng dính thu nhập của những người tuổi tý được dự đoán sẽ có chiều hướng là gia tăng và nó đến từ nhiều nguồn khác nhau. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là cũng không ít những khó khăn những vất vả, nhưng bù lại những cái nỗ lực của các bạn cũng đem về những thành quả xứng đáng, vượng khí tài lộc. Ăn Tết giàu to. Với những người làm công việc cố định, bên cạnh các khoản lương thưởng nhận được đều đặn ấy thì các bạn cũng sẽ có được nhận thêm những cái khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những cái đóng góp của mình trong những thời gian trước đó. Nhìn chung cái mức thù lao khá là lý tưởng. Với những người kinh doanh buôn bán, hàng hóa cuối năm nó dồn dập, khiến cho các bạn phải tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy cái mục tiêu của các bạn cũng đã hoàn thành. Chỉ cần các bạn cẩn trọng hơn trong cái bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì thời gian này lợi nhuận cũng sẽ không hề nhỏ một chút nào. À, trong cái 10 ngày cuối năm này ấy cũng sẽ có nhiều cái khoản chi nhiều khoản chi cho cái mục đích sắm sửa Tết. Tùy vào cái khả năng của bản thân mà những gia chủ tuổi Tý nên mua sắm cho mình những cái đồ hợp lý, không nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết bất chấp hậu quả về sau. À, nói chung ấy, quý vị cũng đừng quên là ra Tết còn rất nhiều cái kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh vừa đủ mới là cái cách ăn Tết thông minh nhất của những người tuổi Tý. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 10 ngày cuối năm này thì đó chính là những người tuổi Sửu. À, quý vị thân mến, đối với những người tuổi Sửu thì cái thời gian trước đây không ít fan đã phải chảy chật vì bị hung tinh nó gây rắc rối. Vận mệnh của những người tuổi Sửu ấy nói chung ấy, trong thời gian trước rất là bấp bênh rất may là trong 10 ngày tới đây sẽ có những cái dấu hiệu tốt lành Những cái sự kiện vui vẻ nó sẽ nối tiếp nhau tìm đến Bản mệnh sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền Cuộc sống thì ngày càng dư giả hơn à, Các chuyên gia tử vi cũng dự báo công sức của những người tuổi sửu trong thời gian này Cũng sẽ đem tới những cái thành quả xứng đáng Cuộc sống của gia chủ sẽ được rực rỡ và các bạn sẽ sớm đạt được cái điều mình mong muốn. Cứ đà này ấy, thì Tết năm Giáp Thìn năm 2024 ấy, sẽ là một cái năm ấm áp, giàu to, no đủ với những người tuổi xíu. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu. Thêm nữa, cái thời gian này thì những người tuổi Sửu nên giữ cái sự tự tin và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được cái kết quả tốt hơn trong mọi công việc. Thành tựu về tài chính cũng đến từ cái thời điểm này. Nói chung con giáp này sẽ mở ra một cái giai đoạn thuận lợi. Điều này sẽ có tác động tích cực đến cái sự nghiệp và cái tình hình tài chính của các bạn. Những cái dấu hiệu của sự giàu sang sẽ không ngừng xuất hiện trước mắt của những người tuổi, những người tuổi Sửu hứa hẹn một cái tương lai vô cùng là mở rộng. Với cái sự xuất hiện của may mắn của thần may mắn thì mọi trở ngại dường như là biến mất, chỉ còn lại con đường dẫn đến sự phong phú và thành công vang dội với những người tuổi xíu. Nói chung ấy, trong 10 ngày tới sẽ mang đến cho những người tuổi xíu cái động lực để hệ thống hóa lại cái quy trình làm việc của mình. Quý vị hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Sửu đang trên đà phát triển cái sự nghiệp của mình. À, tuy nhiên, để có thể tạo dựng được những cái bứt phá trong cái sự nghiệp thì đây là cái thời điểm các bạn nên loại bỏ bớt những cái thói quen tiêu cực như là những cái niềm tin đang khiến cho các bạn tự giới hạn bản thân. Nói chung ấy, trong cái thời điểm cuối năm trong 10 ngày tới cũng là lúc mà các bạn có thể kết nối, mở rộng cái mối quan hệ với những cái người mà có tầm ảnh hưởng trong cái lĩnh vực của mình. À, sau lần này thì gia chủ sẽ gặt hái được những cái thành quả ngoài mong đợi. vì thế quý vị hãy luôn giữ tâm thế chủ động trong mọi việc. À, những người làm công ăn lương thì trong thời gian này cũng hãy cứ chăm chỉ nỗ lực vừa là để học hỏi vừa là để gia tăng thêm cái thu nhập ngoài cái lương cứng. nhìn chung ấy, cuộc sống của các bạn lúc này cũng thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc chi tiêu, mua sắm như thời gian trước đây nữa. Có thể là nhiều người tuổi Sửu sẽ nhận được một cái khoản thưởng hậu hĩnh. Hoặc là gì? Có quà từ những người thân ở phương xa mang tới. Nhìn chung lúc này thì vận trình của quý vị khá là rực rỡ về cái cạnh tài chính. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi Sửu con giáp may mắn thứ ba. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà chúng ta phải kể đến không ai khác Đó chính là những người tuổi ngọ à, Thưa quý vị, trong 10 ngày tới, trong 10 ngày cuối năm Thì những người tuổi ngọ cũng chính là một trong những con giáp giàu sang đón Tết giáp thìn Năm nay, khi mà cái vận trình của gia chủ được khởi sắc hơn rất nhiều Quý vị hãy chuẩn bị để đón nhận một cái mùa xuân đầy màu sắc với những cái cơ hội vàng để phát triển cái sự nghiệp của mình. Với cái sự cầu tiến và cái tham vọng không giới hạn thì những người tuổi Ngọ sở hữu tất cả những cái phẩm chất cần thiết để vươn đến cái thành công, dẫn đầu và không ngại chinh phục những cái thử thách những cái khó khăn đó. Nói chung ấy, từ nay đến Tết, tức là trong khoảng 10 ngày tới ấy, thì những người tuổi Ngọ sẽ đón rất nhiều cái điểm lành và những cái tin tức tốt lành. Mọi dự định và cái kế hoạch của các bạn sẽ gặp nhiều cái thuận lợi Cùng với đó là cái cơ hội để các bạn tận hưởng cái thành tựu về tài chính Cái sự thịnh vượng không chỉ đến từ cái may mắn Mà còn đến từ cái sự chăm chỉ và khôn ngoan Trong từng việc nắm bắt lấy cái thời cơ Nắm bắt cơ hội của những người tuổi ngọ Vậy nên trong thời gian này quý vị đừng ngần ngại tận dụng từng giây từng phút Bởi cái vận may và cái sự giàu có đang trong tầm tay của các bạn Tiền bạc dư giả, sự nghiệp thì thăng tiến Đây là cái thời gian mà con giáp này đạt đến cái sự viên mãn Tạo tiền đề cho cái sự nghiệp trong cái tương lai sẽ diễn ra được xuân sẻ và hài hòa Bên cạnh đó, đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi ngọ có nhiều cái bứt phá thành công trong công việc à, Được thần may mắn chiếu mệnh Nên là con giáp này càng chủ động tìm kiếm cái cơ hội để khẳng định Khẳng định bản thân mình ấy Thì lại càng được cấp trên đánh giá cao Bản mệnh đủ tự tin vào cái năng lực của mình Thành công thì cứ nối tiếp thành công Chính là cái minh chứng rõ rệt nhất cho cái chuyện này đấy thêm nữa lại được cái cắt tinh quý nhân tương trợ giúp đỡ nó xuất hiện trong cái thời điểm cuối năm này nó cũng sẽ báo hiệu những cái may mắn sẽ đến với những người tuổi ngọ à, những người tuổi ngọ sẽ được cấp trên ưu ái trọng dụng và trao cho những cái trọng trách quan trọng trong cái thời điểm cuối năm thì sẽ có nhiều việc phải đẩy nhanh để cho kịp tiến độ bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không mắc phải những cái sai lầm muốn làm nhanh ấy, làm tốt thì cách tốt nhất là các bạn nên để bình tĩnh, công sức sửa đi sửa lại còn nhiều gấp nhiều lần so với quý vị là gì, cẩn thận tỉ mỉ. Việc gì mà mình không thể tự làm được ấy, thì tốt nhất quý vị cũng nên nhờ người khác. Ai cũng có việc của mình. Nói chung ấy nể năng nhau thì làm nhưng mà cũng không vui vẻ gì cả. Nhưng mà với những người tuổi ngọ ấy thì nhờ cái mối quan hệ tốt lành của mình được nhiều người yêu quý mà khi mở lời thì ai cũng sẵn sàng. À, nhưng mà ấy. Quý vị đừng có lạm dụng điều đó Tốt nhất là hãy có trách nhiệm với cái nhiệm vụ của mình được giao Đừng có chơi trò đá bóng sang sân của người khác Nhờ cái tinh thần trách nhiệm cao Mà những người tuổi ngọ có thể trở thành cánh tay đắc lực của cấp trên à, Bên cạnh đó Trong tháng này ấy, Thì con đường tài lộc của những người tuổi ngọ cũng đang cực kỳ khởi sắc Cái điểm báo cho thấy Cái tài lộc phát triển mạnh mẽ đó Chủ về cái nguồn thu phụ, nguồn thu chính Trong thời gian này cũng đều tăng một cách bất ngờ cái sự may mắn cũng sẽ mang về cho những người tuổi ngọ cái nguồn thu khá lớn bản mệnh cũng được chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cái lối đi phù hợp nhất đối với mình trong cái thời điểm này vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, thưa quý vị đặc biệt trong thời gian này cái chuyện làm ăn kinh doanh của những người tuổi ngọ sẽ khá là suôn sẻ và thuận lợi. Nói chung những cái thời điểm cuối năm thì hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như là cũng chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho, vì hàng về đến đâu là có khách dục bán hết tới đó. Đôi khi ấy, một số người tuổi ngọ còn may mắn được nghỉ Tết khá là sớm. Có giáp này hơn người ở cái chỗ là nắm bắt được cái thị hiếu của thị trường, cũng đón được đúng cái thời cơ nên bên cạnh may mắn ấy là cái thực lực cũng không ai có thể vượt qua được những người tuổi ngọ. Tiền nong cũng vì thế mà nó về đầy túi, ăn Tết giàu to. Thêm nữa lại được thần Phật độ mạng. Vậy nên những người tuổi Ngọ cũng không ngại là vượt qua khó khăn. Quý vị rất là cần mẫn chăm chỉ dù làm bất cứ công việc gì, thành công cũng không thể nào từ chối được những người có nghị lực như những người tuổi Ngọ. Một lần nữa xin được vỗ tay chúc mừng những người tuổi Ngọ, con giáp con giáp may mắn thứ tư trong 10 ngày tới đây. À, quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 10 ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Và trong 10 ngày cuối năm chúng ta sẽ có bốn con giáp cực kỳ may mắn tài lộc hanh thông, vận khí thì thì vượng phát, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Hợi, hai tuổi Tý, ba tuổi Sửu và bốn là những người tuổi Ngọ. Đây là bốn con giáp được lộc trời cho ăn Tết giàu to. Tết năm 2024 dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe đấy. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.